ta đi tìm bình yên nhưng mà bình yên lại chẳng thấy ta. Hành trình ta vẫn còn xa, dù xa nhất vẫn là tìm ta. Ừ thì cũng có những lúc ta như hiểu hết mọi điều, và trong một vài lúc khác biết được một thứ cũng đã là nhiều. Và lúc thấy liêu xuyên như một đôi chân mông lung lơ lửng ở trên không trung. Chừng nào là chân lý, chừng nào là chân thành, còn chừng nào đủ vẫn đứng yên trên một nền tảng để ta thỏa sức tung hoành. Ngày dài và đêm ngắn, đó là những ngày bão bùng trong suy tư, trong mộng tưởng cứ tưởng ta đã hoa tiên như những ưu phiền kéo đến, và làm ta vẫn hoa điên không lối thoát. Ta miệt mài trong suy tư cứ tưởng mọi chuyện sẽ khác. Có lẽ hành trình khó nhất vẫn là hành trình đi tìm bình yên. Có lẽ bình yên không khó đến vậy nếu mà cái tôi không bị tách riêng. Giữa hỗn tạp giữa muôn trùng, và ta đi ra từ trong giông bão không khỏi sóng gió gặp gần. Người không là người luôn viết đứng thẳng kể cả những lúc bấp bênh. Cái hay là biết tự mình nhận diện muôn loài cảm xúc không tên. Cho đến khi nào thì ta mới chọn thấy mình như là một ngôi đời. Vì trên bàn cờ cuộc sống thì người chiến thắng sẽ đi nước bền. Mà dù ta có lỡ dại thì có sao đâu. Ba cái cảm xúc nhất thời này có bao lâu. Vì thu keo này ta bày keo khác, xong có khúc và người có lúc. Mệt quá rồi thì khép mình vào một chút. Một chút thôi. Vì thua keo này ta bày keo khác, xong có khúc và người có lúc. Mệt quá rồi thì khép mình vào một chút. Một chút thôi. Một chút thôi. Một chút thôi. Vì thua keo này ta bày keo khác, xong có khúc và người có lúc. Mệt quá rồi thì khép mình vào một chút. Một chút thôi. Trong chủ đề hôm nay chỉ nói tới là cái shadow á, thì nó là một cái phần của bản thân mỗi người chúng ta. Ai cũng có cái shadow, cũng có cái bóng của mình. Những cái shadow của mình và những cái tính cách mà mình chọn để mình đè nén đi mà mình không biết được á, thường mình sẽ không thấy nó, và thường cái phần nhận thức của mình sẽ tự động loại thải nó ra. Nhưng mà cái hay ở chỗ là lại mình lại thấy cái đó ở phía người khác. Tức là những cái gì mà mình thấy người khác và mình đánh giá về họ, đôi khi nó là những cái thứ ở phía sau mình đè nén. Thì cái từ đó là psychological projection. Bạn là trật tự hay là bạn là hỗn độn, hay bạn thực sự là cái quá trình di chuyển giữa sự hỗn độn và trật tự. Vì nếu bạn chọn bạn là một cái phần di chuyển giữa hỗn độn trật tự, thì bạn là một thứ có thể thay đổi và bạn có thể lột xác. Cuộc sống này đôi khi nó hơi overwhelm, kiểu như là nó nhiều thứ quá, và mình có nhiều cái sự lựa chọn, và mình thì đôi khi đặt nhiều câu hỏi quá, nó làm cho mình rơi vào trạng thái là khủng hoảng. Thì những cái khủng hoảng tuổi 22, 23 đó nó đặt. Lúc đó thì chỉ thấy là đôi khi nó cũng cảm giác vô vọng. Kiểu như là mình tại sao mình suffer? Tại sao mình trải qua những cái này ở tuổi này? Và tại sao lại xảy ra với mình? Và nó làm cho mình thấy lo âu, nó làm cho mình thấy trầm cảm, nó làm cho mình thấy khủng hoảng, mình khó chịu, nhiều thứ lắm. Nhưng mà nếu mà bây giờ nhìn lại, thấy đó là những cái thứ rất là nền móng cho mình luôn. Nó thật sự là nó đã cho mình, giống như một trong công thức mà chị nói, có thể là cái đó là cái chữ C, chữ D, chữ E gì đó, và nó đã xảy ra và nó nên xảy ra để nó ghép vào cái công thức đó, và nó làm cho mình hoàn thiện hơn. Tại vì khi không có mấy cái đó thì mình cũng không nhận thức rõ bây giờ mình đang làm cái gì đâu. Đó là những cái sự hy sinh, và cái sự hy sinh đó nó làm cho mình trưởng thành. Sự phát triển trong tâm thức của mình và cái sự trưởng thành của một người, nó quyết định rõ là cái tình yêu mình nó nằm ở cái mức nào, có chất lượng hay không. Tại vì khi chúng ta phát triển ở mặt con người, chúng ta lớn lên, chúng ta tập đầm tính hơn, chúng ta nhận thức rõ về cuộc sống, thì những mối hệ xung quanh mình sẽ có chiều hướng tích cực và toàn vẹn hơn. Đôi khi chúng ta làm những lựa chọn sẽ đúng hơn. Thì chỉ nghĩ là cái sự hòa hợp, cái acceptance, cái sự chấp nhận, đôi khi chúng ta phải đấu tranh cho nó, chứ nó không có tự xảy ra đâu. Chúng ta phải đấu tranh rất là nhiều thứ, và chúng ta phải bỏ phần này để có được phần kia. Chứ mình để nó tự xảy ra thì chắc là khó, nó không có phải trong sách vở, nó cũng không có logic chút nào đâu.